Hi, 皆さん、こんにちは。Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa Samurai Chẳng Kai Wa. Hôm trước chúng ta đã được học một cách bắt chuyện rất là hay, đó là ne. Thì trong video đấy mình đã nói một cái chú ý, đó là ne chỉ dùng trong trường hợp là chúng ta bắt chuyện đối với cả người thân này, người quen này, hay là những người mà nói chung là thân mật đối với cả chúng ta. Thế những người mà mình không quen hay là những người ở bề trên với cả mình như là sếp của mình chẳng hạn, thế thì mình bắt chuyện như thế nào? Hay là mình làm thế nào để ra tín hiệu cho người ta là à, tôi chuẩn bị nói một câu chuyện này đấy, không biết là anh có muốn lắng nghe không? Thế thì trong video này hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đó là あの、すいません。あの、すいません。はい、何ですか？ちょっと抜いてください。ちょっと抜いてください。通りたいので。ああ、すいません。Vâng, thưa các bạn, ano này nó không phải là kono, tono, ano cộng với cả danh từ ở đằng sau các bạn nhé. Ano này nó chỉ là một cách chúng ta mở đầu câu chuyện đối với cả người khác. Ano, ư, xong rồi phẩy và câu nói chuyện ở đằng sau. Ok, nó giống như ở trong tiếng Việt mà khi ta nó gây một sự chú ý để người nghe họ quay lại và không hiểu có chuyện gì ấy nhở, mày định nói gì, mày thích nói gì, nó kiểu như vậy các bạn ạ. あの、すみません。Và để hiểu hơn nữa thì chúng ta hãy đi vào các ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn cách sử dụng của nó nhé. À, xin lỗi anh ơi. あの、すみません。À, có chuyện gì ấy? Hey, どうしましたか? À, anh có thể chỉ cho em cái bài này được không ạ? この問題を教えていただきたいんですが。この問題を教えていただきたいんですが。Được. Bài nào? いいですよ。どれですか? Alo. À, cho em hỏi là bây giờ có trưởng phòng Murakami ở đấy không ạ? もしもし。村上部長はいらっしゃいますでしょうか?村上部長はいらっしゃいますでしょうか? Vâng, anh chờ một chút ạ. はい、少々お待ちください。Được cái là cách mở đầu câu chuyện ano này, nó có thể sử dụng đối với cả mọi đối tượng mà các bạn không phải lo là chúng ta có thất lễ hay không. Các bạn muốn mở đầu câu chuyện đối với cả người ta như nào mà người ta đang ở một nơi mà không chú ý đến mình, các bạn cứ mạnh dạn lên tiếng ano. Và các bạn chú ý đó là khi mà chúng ta nói ano này này, nó có một cái gì đó mà nó rất là bẽn lẽn, gọi là như kiểu là ngại ngùng ấy. ちょっと教えていただきたいものがあるんですけれども、có một chuyện mà tôi muốn được chị chỉ cho. Đó, các bạn thấy không? Rất là tự nhiên, rất là thoải mái mà không có một sự gò bó gì trong cách mở đầu câu chuyện đối với cả người Nhật trong giao tiếp tiếng Nhật cả. Thế nên các bạn cứ yên tâm nhé. Và sau đây, các bạn mà đang nghe, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập với cả cách nói này. Bằng cách đó gì? Các bạn hãy nghe phần lời hội thoại và các bạn nói lại hoặc là các bạn đáp trả lại theo đúng như những gì mình đã nói trong video các bạn nhé. Như vậy khả năng hội thoại của chúng ta mới được cải thiện. Ikimashou. Xin lỗi anh ơi. すいません. Ok, và sau đây mình sẽ bắt nhịp để các bạn luyện tập nhé. Các bạn nhớ là mặc dù câu ngắn chúng ta cũng phải chịu khó nói, chịu khó nhại lại thật nhiều và chịu khó diễn sâu. Như vậy khả năng phản xạ tiếng Nhật của các bạn mới được cải thiện. Ok, hãy chúng ta đi thôi. Hãy, ikimasu yo. Hãy, seno. Seno. Các bạn không được mất tập trung nghe chưa? Phải nhanh, nói nhanh, ok. Hãy, môi trường đổi nè. Hãy, seno. À, anh có thể chỉ cho em cái bài này được không ạ? この問題を教えていただきたいんですが。せーの。はい、せーの。OK? はい、もう一回ね。はい、せーの。
Alo, cho em hỏi là bây giờ có trưởng phòng Murakami ở đấy không ạ? もしもし、村上部長はいらっしゃいますでしょうか？はい、せーの。OK? はい、もう一回ね。はい、せーの。OK? もう一回ね。ラスト。はい、せーの。はい、OK。刚刚完大家好的 video。嗨皆さん本日どうもお疲れ様でした。じゃあね。嘿各位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 各